Bot House. Crowley H. Bot Stress, thường được gọi là Blue Bot House, là một nhà thiền nằm trên sông Swan tại Crowley ở Perth, Tây Úc. Là một địa danh nổi tiếng, nhà thiền được xây dựng vào những năm 1930 và từ những năm 1940, chủ yếu thuộc sở hữu của gia đình Natras. Ngôi nhà thuyền màu xanh ở Perth được xây dựng vào những năm 1930 nhưng vẫn được bảo trì rất tốt. Nó đã trở thành một trong những địa điểm thu hút của nhiều khách du lịch khi đến Perth, vì đây là ngôi nhà duy nhất thô ra dọc theo con sông Swan và trông rất hoàn hảo với bầu trời xanh làm nền. Có thể bạn sẽ chỉ dành 5 đến 10 phút ở đây chỉ để ngắm cảnh và chụp vài bức hình ảnh đẹp rất đáng giá.